đứng là cho bắn thử 3 phát nhá. Bắn giờ... bắn quỳ là được thử hết. Chương trình bắn nỏ giao lưu xuân đã bắt đầu. Ông lên cho em mấy bằng. Nỏ thủ đầu tiên là anh Đinh Tranh đến từ đơn vị xã Mỹ Lung. Nay thì theo quy chế của giải thì chúng tôi sẽ bắn 10 tên. 5 tên đứng và 5 tên quỳ. 5 tên đứng bắn trước. 5 tên quỳ bắn sau. Được phép thử 3 tên. Nỏ rượu xuân bắt đầu. Nỏ rượu xuân. À. Mình lấy giải trí là được. Xã thủ mở màn sẽ là anh Đinh Tranh. Xin giới thiệu với các bạn đây anh Đinh Tranh đây. Đấy mới là giải to. Đấy, anh anh sẽ là người mở màn đầu tiên. Và sau đó tôi sẽ quay trên Đinh bia cho các bạn nhé. Ấm giải chín. Chín anh em là Đinh Tranh nhá. Đinh Tranh giải chín nhá. Bây giờ bạn đứng à? Bạn đứng trước. Bạn đứng trước. Thử trước. Thử cho phép thử ba tên. Bắn luôn. Bắn luôn nhá. Luôn cho nó nhanh. Máu ơi. Chú đứng về bên này đi chú. Hả? Đứng bên nào? Đấy. Đâu có vạch không đấy nhỉ? À, tên thôi, thứ nhất. Thử một tên đi ta. Thử một tên. Thử nhá. Xuống. Tên này gì? Ừ. Tên là vòng bao nhiêu ông ơi? Để bắn thử. Vòng 3 này bắn thử. Bây giờ bắn thật chưa? Đó, bây giờ thử cái tên của anh Đinh Tranh tiếp tục thử tên thứ hai. Có thử tên thứ hai này. Thử tên thứ ba. Tên này là hết nhá. Đúng rồi. Đúng bia. Trên bia đi. Cao lên. Cứ cao lên thoải mái. Đúng rồi. Đã vào. Rồi. Tầm đấy mà làm. Con 10 là ăn. Anh Đinh Tranh bắn thật. Ừ, bắn thật. Anh Tranh bắt đầu bắn thật này. Tên thứ nhất. Đúng góc xấu rồi. Tên thứ hai của anh Đinh Tranh. Nâng lên độ 20 phân. Cao nữa, cao nữa. Nghe có vẻ không vào bia rồi. Không vào bia. Bàn tay độ anh cái chân nặng nó đi cắm đồ. Chào mừng các bạn đến với tên thứ ba. Tên thứ ba của anh Tranh. Tên thứ tư của anh Tranh. Chắc chắn là dừng giải chín rồi này. Có cái nào vào vòng đen chưa, vòng bia chưa nhỉ? Chưa. Cắm chuẩn này chết. Được. Tên cuối cùng. Cắm chung tay này. Chúng mình lên báo bia hộ cả nhé. Tên cuối cùng. Đây cầm em báo bia. Vận động viên thứ nhất là Đinh Tranh đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ anh em tôi đi bảo bia. Một, hai. Đọc gọi to luôn. Một. Gọi cao trước, thấp sau. Tên đầu cao tên nhất đầu tiên là hai này. Tên đầu tiên một hai. Tên thứ nhất được hai điểm. Một, hai vậy. Vâng, một, hai. Thế thôi. Sao mình gọi từ tên cao trước em ạ? Rồi, rồi. Có 2 điểm. 3 điểm nhá. 3 trên 50. Anh nay là anh bắn nỏ mới, tên mới cho nên là bị hỏng. Trục trặc hy vọng đến vòng sau anh đến phần tư thế quỳ anh sẽ làm tốt. Con Tuân 5 giải 8 đi.